Sáng ngày 1 tháng 12, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 10 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2016, thảo luận đề ra các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017 và nhiều vấn đề quan trọng khác. Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2016, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Nhân Nưng nêu rõ, năm 2016, dù hai mặt hàng chủ lực của tỉnh là lúa và cá tra tiếp tục gặp nhiều bất lợi về giá cả, nhưng dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, sự điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh và sự nỗ lực của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và người dân, tình hình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quốc phòng an ninh năm 2016 đạt kết quả khá toàn diện. Tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 19 trên 22 chỉ tiêu nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong đó, GRDP năm 2016 của tỉnh ước đạt 6,5%, kim ngạch xuất khẩu đạt 750,13 triệu đô la Mỹ. Tổng thu ngân sách từ kinh tế địa bàn 4.905 tỷ đồng, GDP bình quân đầu người đạt 33,986 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5%. Trong năm, tỉnh công nhận thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt tiêu chí nông thôn mới lên 19 xã. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Phát huy những thành tựu, khắc phục những hạn chế trong năm vừa qua, năm 2017, tỉnh đề ra một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Cụ thể, GRDP đạt 6,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 36,939 triệu đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 820 triệu đô la Mỹ, tổng thu ngân sách từ kinh tế địa bàn 5.405 tỷ đồng. Phấn đấu đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có 31 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tại hội nghị, các đại biểu còn nghe báo cáo tình hình thu chi ngân sách năm 2016 và nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2017, tờ trình về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020 của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang, tờ trình về dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang, dự thảo chương trình hành động của Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện nghị quyết Đại hội 10 Đảng bộ tỉnh về phát triển hạ tầng du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Báo cáo công tác xây dựng đảng và vận động quần chúng năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017, đồng thời tiến hành thảo luận tại tổ. Ngày mai, ngày 2 tháng 12, hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 10 tiếp tục buổi làm việc với các nội dung báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ, thảo luận chất vấn tại hội trường và giải trình ý kiến thảo luận chất vấn, phát biểu của đại diện Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và phát biểu kết luận hội nghị của Bí thư Tỉnh ủy.